Một mẫu sofa da bò Ý cao cấp mang một vẻ đẹp cuốn hút đặc biệt và một sự êm ái khó cưỡng đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều căn hộ cao cấp hiện nay. Và đó chính là sofa góc Pulalamer. Pulalamer được đánh giá cao trong thiết kế với nhiều cải tiến đáng kể so với thị trường. Lưng ghế thiết kế dạng múi ngang giúp giảm diện tích tiếp xúc với thân người nhưng vẫn đảm bảo nâng đỡ được vai gáy và cột sống cho trải nghiệm ngồi êm ái ở mọi góc độ. Tay ghế vuông, bo góc ôm vào trong được nhấn nhá thêm các đường line chỉ nổi dạng bánh răng như một nét chấm phá đặc biệt tăng tính thẩm mỹ. Bao bọc bên ngoài, Pulalamer là lớp da bò thật đến từ thương hiệu Machotto nổi tiếng thế giới với những ưu điểm về độ mềm, dai, kháng khuẩn tuyệt đối cùng với vẻ đẹp trường tồn với thời gian. Ngay khi ngồi lên thì quý khách sẽ cảm nhận được độ êm mềm của sản phẩm nhờ hệ thống nệm dày 3 lớp là sự kết hợp giữa nệm HT90S, mút ES40 cùng với lông vũ bề mặt. Đi kèm với đó là hệ thống trợ lực với lò xo giàn giúp tăng khả năng đàn hồi, phân tán lực. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua là chất lượng. Vì sản phẩm tốt thì không rẻ, mà sản phẩm rẻ thì không tốt, mà sản phẩm vừa rẻ vừa tốt thì không có. Vì vậy mà để mua được một bộ sofa da tốt thì quý khách hãy ghé ngay showroom của Pula để có thể tự trải nghiệm và lựa chọn cho mình chất liệu, màu sắc, kích thước phù hợp. Mua sofa da bò Ý giá tốt, đến ngay với Pula Furniture.